Cái vị chuột ở đây ấy, là nó ngon hơn cả cái vị của con thỏ. Thịt nó rắn hơn, đậm hơn. Thế và nếu mà nói về so với gà thì nó tương đương với cái con gà lâu năm mình gọi đấy. Chứ nó không như gà nó ít năm. Đấy. Thì là nó thơm lắm và nó rất là ngon. Les Chinois sont très ouverts de manière générale, sont très réceptifs. Ils aiment découvrir des nouveaux produits. The level of overall fat in the diet in all Mediterranean countries now exceeds the level of 30%. In some of them, even 40%, like in Spain. So that's by far too much fat in the diet.
Dai Lola, dai, bobe, dai. Ah, c'è Lola, vada lì, Lola, vada giù, c'è, 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 dai bella, c'è, brava, dai bella. Aspetta bella, aspetta, 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 dai, giù, vada, dai, dai, dai. Prendo. Si sa di pochissimo, tra l'altro. Buoni tutti e tre, buoni, buoni. Ecco qua, una bella trifolata di 6-10 grammi di tartufo per ogni piatto.